252. Chuyện một nắm mè. Tiền thân Tilamuti. Hôm nay ta nghĩ đến câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một người hay phẫn nộ. Nghe nói có một tỷ kheo hay phẫn nộ, nhiều ưu não. Dù nghe ai nói ít bao nhiêu, vị ấy cũng phẫn nộ, nói lời thô lỗ, biểu lộ phẫn uất, ân hận, bất mãn. Tại chánh pháp đường, các tỷ kheo bắt đầu nói chuyện ấy. Thưa các hiền giả, tỷ kheo có tên này hay phẫn nộ, nhiều ưu não, vị ấy thường nạt nộ người xung quanh như muối đổ vào lửa. Khi giận ai, tỷ kheo ấy nghiến răng kèn kẹt. Dù xuất gia trong giáo pháp từ bi và giải thoát, vị ấy không thể chế ngự cơn phẫn nộ của mình. Bậc đạo sư nghe nói vậy, liền bảo một tỷ kheo đi gọi vị ấy đến và hỏi: "Này tỷ kheo, nghe nói ông hay phẫn nộ." Tỷ kheo ấy trả lời: "Bạch Thế Tôn, có thật vậy." Bậc đạo sư nói: "Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay tỷ kheo này hay phẫn nộ, mà trước kia vị ấy cũng đã như vậy rồi." Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, vua có một con trai tên là hoàng tử Ramadatta. Theo thông lệ, các vua thời xưa, dầu trong thành của mình có những sư trưởng danh tiếng, vẫn gửi con mình đi đến các nước phương xa để học hỏi các tài nghệ, với hy vọng nhờ đó các hoàng tử có cơ hội nhiếp phục kiêu mạn, chịu đựng lạnh nóng và biết được cách sống ở đời. Do vậy, khi hoàng tử lên 16 tuổi, vua gọi hoàng tử đến và cho chàng một đôi dép, chỉ có một lớp đế, một cái dù bằng lá, 1.000 đồng tiền vàng và dặn: "Này con thân, hãy đến Takashila và học các tài nghệ cho thật tinh thông." Hoàng tử đáp lời phụ vương: "Thưa dân, tôn phụ vương." Chàng đảnh lễ phụ vương rồi đi đến Takashila. Hoàng tử đến nhà vị sư trưởng. Đúng lúc sư trưởng vừa dạy các thanh niên Bà La Môn xong, đang đi qua lại trước cửa nhà. Khi thấy vị sư trưởng, hoàng tử liền cởi dép, xếp dù lại, đảnh lễ sư trưởng, rồi đứng một bên. Sư trưởng biết hoàng tử mệt mỏi, liền thăm và tiếp đón người mới một cách thân tình. Hoàng tử ăn xong, nghỉ một lát, rồi đi đến sư trưởng, đảnh lễ và đứng đợi. Sư trưởng hỏi: "Này con thân, con từ đâu đến?" Hoàng tử đáp: "Con từ Ba La Nại đến." "Con là con ai?" Thưa sư trưởng, "Con là con vua Ba La Nại." "Vì mục đích gì con đến đây?" Thưa sư trưởng, "Vì con muốn học nghề." "Con có đem tiền nộp học phí cho sư trưởng không? Hay con muốn làm đệ tử hầu hạ sư trưởng?" Hoàng tử thưa: "Con có đem tiền học phí dành cho sư trưởng." Hoàng tử liền đặt cái túi 1.000 đồng tiền vàng dưới chân vị sư trưởng rồi đảnh lễ. Các đệ tử thường ở lại hầu thầy, ban ngày làm công việc cho sư trưởng và buổi tối học nghề. Còn các đệ tử có nộp tiền học phí, được xem như con trưởng trong nhà chỉ lo học nghề. Do vậy, vị sư trưởng thu xếp thì giờ rỗi rảnh và thuận tiện dạy nghề cho hoàng tử. Một hôm, hoàng tử đi tắm với sư trưởng, thấy một bà già trải mè trắng ra phơi và đang ngồi canh chừng. Hoàng tử thấy mè trắng, liền bóp lấy một nắm bỏ vào miệng và ăn. Thấy vậy, bà già nghĩ: "Chắc người này thèm ăn." Nhưng ngồi yên không nói gì. Ngày hôm sau cũng vào giờ ấy, sự việc tương tự lại xảy ra. Bà già cũng không nói gì. Đến ngày thứ ba, sự việc ấy tiếp tục xảy ra. Khi ấy, bà già giơ cánh tay lên khóc và than: "Ôi, vị sư trưởng có danh tiếng để cho các đệ tử của mình lấy cắp mè của tôi." Sư trưởng quay lại và hỏi: "Thưa bà, việc gì vậy?" "Thưa sư trưởng, tôi đang phơi mè trắng. Đệ tử của ngài hôm nay ăn một nắm, bữa qua ăn một nắm, bữa trước ăn một nắm. Cậu ấy ăn như vậy cho tan nát tất cả gia sản của tôi." "Thưa bà chớ khóc, ta sẽ trả tiền đền cho bà." "Thưa ngài, tôi không cần tiền, nhưng hãy dạy cậu ấy chớ làm như vậy nữa." "Vậy bà hãy xem đây." Rồi sư trưởng bảo hai thanh niên nắm chặt hai tay của hoàng tử,
lấy cây roi tre đánh trên lưng hoàng tử 3 lần và nói, chớ làm như vậy nữa. Hoàng tử phẫn nộ sư trưởng, với cặp mắt đỏ kè, chàng nhìn sư trưởng từ đỉnh đầu đến bàn chân. Sư trưởng biết với cái nhìn như vậy, hoàng tử đã phẫn nộ như thế nào. Hoàng tử chú tâm học hành, và khi học xong nghề, vẫn giữ trong tâm niềm sân hận đối với việc sư trưởng đã đánh. Chàng nghĩ, ta sẽ trả thù và phải làm cho ông ta chết. Đến thời từ biệt, hoàng tử đảnh lễ sư trưởng và thưa, khi nào con được làm vua Ba La Nại, con sẽ cho mời sư trưởng. Lúc ấy mong rằng sư trưởng hãy đến. Trước thái độ khẩn cầu của hoàng tử, sư trưởng hứa nhận lời mời của chàng. Từ biệt sư trưởng, hoàng tử đi về Ba La Nại, đảnh lễ phụ vương và trình bày những điều mình đã học. Vua suy nghĩ, ta còn sống để được thấy con ta, mong rằng khi ta còn sống, ta sẽ thấy con ta trị vì nước huy hoàng. Vì vậy, vua đặt con lên ngôi kế vị. Trong khi hưởng thụ uy lực của vương vị, hoàng tử nhớ đến sự xúc phạm trước đó của sư trưởng, và khởi tâm phẫn nộ, với ý định, ta sẽ giết người ấy. Vua liền gửi sứ giả đến mời sư trưởng. Ông suy nghĩ, vị vua này còn trẻ, ta không thể nhiếp phục một tân vương được. Nên ông không đi, và ông đợi vua đến tuổi trung niên mới có thể đi nhiếp phục vua được. Một thời gian sau, vua ấy đã bước vào tuổi trung niên. Sư trưởng đến trước cửa cung và nhờ báo tin vị sư trưởng ở Takashila đã đến. Vua rất bằng lòng và cho mời vị ấy vào. Khi thấy sư trưởng đến gần mình, vua sanh phẫn nộ, còn mắt trở thành đỏ ngầu, liền nói với các cận thần. Này các khanh, hôm nay, chỗ thầy ta đã đánh ta vẫn còn nhức. Thầy ta đến chắc có mang theo cái chết được ghi ở trên trán. Hôm nay mạng sống của sư trưởng sẽ không còn nữa. Rồi vua đọc 2 bài kệ đầu. Hôm nay ta nghĩ đến sự việc ông đã làm. Chỉ vì một nắm mè, ông bắt trói tay ta. Ông lấy cây gậy tre, đánh ta thật đau đớn. Ông không thích sống à? Phạm chí không sợ sao? Khi bắt cánh tay ra, đánh ta đến 3 lần, nay còn dám đến đây. Vua lấy cái chết dọa sư trưởng như vậy, nghe xong, sư trưởng bình tĩnh đọc bài kệ thứ 3. Bậc thánh dùng gậy đánh, nhiếp phục hạnh không lành. Như vậy đúng giáo lý, đây không phải hận thù, tất cả bậc hiền trí đều biết rõ như vậy. Do vậy, thưa đại vương, ngài hãy tự biết điều này. Vấn đề này không xứng đáng để ngài khởi hận thù. Thưa đại vương, nếu đại vương đã không được tôi dạy bảo, ngài thử nghĩ, chắc hẳn ngài sẽ tiếp tục lấy của cải người ta như bánh, kẹo, cây trái và các thứ khác, rồi ham mê các hành vi trộm cướp. Dần dần, ngài sẽ bị lôi cuốn vào các việc như phá nhà, cướp đường, ám sát trong làng. Cuối cùng, chắc ngài đã trở thành kẻ ăn cướp, đối nghịch với mọi người, và sẽ bị bắt với tang vật, sẽ bị dẫn đến vua trước và vua sẽ ra lệnh. Hãy đem nó đi, tùy tội phạm của nó mà xử phạt. Và như vậy, chắc ngài sẽ nhận các hình phạt của nhà vua. Như vậy do đâu đại vương hưởng được tất cả thành công tốt đẹp như ngày hôm nay? Có phải đại vương nhờ tôi mà đạt được cảnh huy hoàng này không? Bằng cách ấy, vị sư trưởng đã thuyết phục vua. Các đại thần đứng xung quanh nghe ngài nói liền thưa. Tâu thiên tử, sự thật là vậy. Tất cả uy lực huy hoàng này đều do vị sư trưởng mà có. Trong khoảnh khắc ấy, vua công nhận các đức thánh của sư trưởng và thưa. Thưa sư trưởng, trẫm xin dâng hiến sư trưởng mọi sự huy hoàng này, mong sư trưởng hãy chấp nhận vương quốc. Sư trưởng từ chối và nói, tâu đại vương, thần không cần vương quốc. Vua liền sai sứ giả đi đến Takashila, mời vợ con của sư trưởng về, ban cho họ quyền lực lớn, và mời sư trưởng làm vị quốc sư tế tự, đặt sư trưởng vào hàng cố vấn của vua. Từ đó, vua dâng theo lời giáo giới của sư trưởng, và trọn đời làm các công đức như bố thí. Cuối cùng, khi mệnh chung, được sanh lên cõi trời. Sau khi thuyết pháp thoại này xong, bậc đạo sư giảng các sự thật.
cuối bài giảng ấy, vị tỷ kheo hay phẫn nộ đã đắc quả bất lai, và nhiều vị khác đắc quả dự lưu, nhất lai, bất lai, và ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ vua ấy là tỷ kheo hay phẫn nộ này, còn vị sư trưởng là ta vậy. 253. Chuyện vua rắn Manikanta. Tiền thân Manikanta. Mọi đồ ăn thức uống. Câu chuyện này, khi ở điện thờ Agalava gần Alavi, bậc đạo sư đã kể về học giới xây dựng các ăn thức. Bấy giờ, các tỷ kheo ở Alavaka có tánh thích cầu xin, đang làm cách chòi lá cho mình. Họ cầu xin nhiều, gợi ý và khi mở miệng, họ luôn luôn nói: "Hãy cho một người làm công quả, hãy cho một người phụ giúp làm chòi." Mọi người quá bực mình vì sự cầu xin, gợi ý này đến nỗi khi thấy các tỷ kheo, họ liền sợ hãi và hoảng hốt bỏ chạy. Rồi tôn giả Đại Ca Diếp đến Alavi và đi quanh thị trấn để khất thực. Dân chúng thấy trưởng lão cũng bỏ chạy như trước. Trưởng lão ăn xong, trên đường khất thực trở về, liền gọi các tỷ kheo và hỏi: "Này các hiền giả, xưa kia Alavi này là nơi dễ nhận đồ khất thực, nay vì sao nó trở thành khó khất thực như vậy?" Khi tôn giả nghe nói lý do, liền đi đến gặp Thế Tôn đang ở tại điện Agalava và thuật lại câu chuyện. Bậc đạo sư nhân lý do này đã họp chúng tỷ kheo và hỏi các tỷ kheo ở Alavi: "Có thật chăng, này các tỷ kheo, các ông có tánh thích cầu xin mọi người giúp đỡ vì nay đang làm cách chòi?" Họ trả lời: "Bạch Thế Tôn, có thật vậy." Bậc đạo sư quở trách họ và nói thêm: "Này các tỷ kheo, ngay trong thế giới loài rắn, có đầy đủ 7 món báu, sự cầu xin này cũng làm Phật ý chúng, còn nói gì loài người. Đối với dân chúng, lấy cho được một đồng tiền vàng cũng thật khó, không khác gì lột da từ hòn đá." Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn giàu có. Khi Bồ Tát đến tuổi chạy chơi, mẹ Bồ Tát sanh một con trai khác có đức hạnh. Hai anh em vừa đến tuổi trưởng thành thì cha mẹ quá cố. Quá xúc động vì cha mẹ mất và thấy cuộc đời quá mong manh, họ liền xuất gia làm ẩn sĩ. Cả hai anh em dựng chòi lá trên bờ sông Hằng và trú tại đấy. Người anh cả làm chòi lá phía trên sông Hằng, còn người em dựng chòi lá ở phía dưới sông Hằng. Một hôm, vua rắn thần tên Manikanta, cổ có châu báu, từ cung điện rắn thần đi ra, qua lại trên bờ sông Hằng, giả dạng một thanh niên Bà La Môn, đến am thất của người em đảnh lễ và ngồi xuống. Họ nói lời thăm hỏi ân cần với nhau, rồi trở thành thân thiết đến độ họ không thể xa nhau được. Vua rắn từ đó luôn luôn đến thăm người em tu khổ hạnh, mãi mê trò chuyện, và khi ra về, vua rắn quyến luyến vị ấy nên đã xuất lộ nguyên hình của mình, lấy thân cuộn tròn xung quanh vị ấy, ôm ấp vị ấy với cái màu lớn đặt lên trên đầu và nằm đấy trong chốc lát cho đến khi thỏa mãn sự luyến ái, rồi rời thân bạn ra đảnh lễ từ giả bạn và về cung điện của mình. Vị tu khổ hạnh vì quá sợ hãi vua rắn, trở thành ốm yếu, tiều tụy, xanh xao, vàng giọt, gân nổi trên da. Người em tu khổ hạnh một hôm đi đến thăm người anh. Người anh hỏi: "Sao em lại ốm yếu, tiều tụy, xanh xao, vàng giọt, gân nổi trên da như vậy?" Người em tường thuật câu chuyện cho anh rõ. Người anh hỏi: "Em có thích con rắn ấy đến với em không?" Người em trả lời: "Em không muốn." "Vua rắn ấy khi đến với em, có mang đồ trang sức không?" "Nó có mang một hòn ngọc quý." "Được rồi, vậy khi vua rắn đến thăm em, khi nó chưa ngồi, em liền xin, hãy cho tôi hòn ngọc. Như vậy con rắn ấy sẽ không quấn thân xung quanh em nữa, và nó sẽ bỏ đi. Ngày mai lại, em sẽ đứng nơi cửa am, xin hòn ngọc ấy khi nó vừa đến. Ngày thứ ba, khi nó vừa ra khỏi nước, trên bờ sông Hằng, em hãy xin hòn ngọc ấy. Như vậy, nó sẽ không đến thăm em nữa,
Người em tu khổ hạnh đáp, lành thay. Và vị ấy đi về chòi lá của mình, theo đúng lời dặn, ngày hôm sau, khi vua rắn đến, chỉ vừa đứng lại, người em liền xin, hãy cho tôi hòn ngọc báo trang sức của bạn. Vua rắn ấy không kịp ngồi xuống, liền vội vàng bỏ chạy. Ngày kế tiếp, người em đứng tại cửa am, khi vua rắn vừa đến, liền nói, hôm qua, bạn không cho tôi hòn ngọc báo, vậy hôm nay, bạn phải cho tôi. Con rắn không đi vào am mà lập tức bỏ chạy. Đến ngày thứ ba, khi vua rắn ấy mới nổi lên trên mặt nước, người em liền nói, hôm nay là ngày thứ ba tôi xin ngọc, hôm nay hãy cho tôi ngọc báo này. Vua rắn đứng ở mặt nước từ chối qua hai bài kệ này. Mọi đồ ăn và thức uống được sung mãn đầy tràn, chính do hòn ngọc báo đem lại cho ta vậy. Bạn cầu xin quá nhiều, ta không muốn cho bạn, ta sẽ không đi đến am thức bạn nữa đâu. Như đứa trẻ cầm tay một hòn sạn trơn láng, bạn làm ta sợ hãi khi xin hòn ngọc này. Bạn cầu xin quá nhiều, ta không muốn cho bạn, ta sẽ không đi đến am thất bạn nữa đâu. Nói vậy xong, vua rắn lặn xuống nước đi về cung điện của mình, không bao giờ trở lại nữa. Còn người tu khổ hạnh ấy, vì không thấy vua rắn xinh đẹp của mình nên lại ốm yếu, tiều tụy xanh xao vàng giọt, gần nổi trên da nhiều hơn nữa. Người anh tu khổ hạnh muốn biết tin tức của em, đi đến thăm, thấy em lại càng vàng giọt hơn trước, liền hỏi, tại sao em lại ốm yếu hơn trước? Vị kia đáp, bởi vì em không còn được thấy con rắn xinh đẹp ấy nữa. Người anh nghe vậy, liền suy nghĩ, người tu khổ hạnh này không thể sống mà không có vua rắn ấy. Và vị ấy đọc bài kệ thứ ba, chớ cầu xin người nào mà mình thường yêu mến, vì nếu xin quá nhiều, mình trở thành đáng ghét. Phạm chí này xin mãi, hòn ngọc của rắn thần, nên nó không trở lại để thăm viếng nữa đâu. Sau đó, người anh tu khổ hạnh an ủi em, thôi, từ nay em chớ sầu muộn nữa. Rồi dễ đi về am thức của mình. Sau một thời gian tu tập, cả hai anh em đã các thắng trí và các thiền chứng. Cuối cùng kim mệnh chung được sanh lên cõi trời Phạm Thiên. Bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, như vậy ngay tại cung điện loài rắn có đầy đủ bảy báu vật, nhưng các loài rắn cũng rất ghét cầu xin, còn nói gì loài người. Sau khi thuyết pháp thoại này xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, người em là Ananda, còn người anh cả là ta vậy. 254. Chuyện con ngựa quý ăn cám gạo đỏ. Tiền thân Kundaka Kuchi Sindhava đã ăn cỏ và cháo. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về trưởng lão Xá Lợi Phất. Một thời sau mùa an cư ở Xá Vệ, Thế Tôn đi du hành các xứ, rồi ngài trở về Xá Vệ. Dân chúng đón tiếp bậc đạo sư và tổ chức cúng dường đức Phật cùng tăng chúng. Họ mời một tỷ kheo truyền pháp ở trong tinh xá, và tùy theo số người đến muốn cúng dường bao nhiêu tỷ kheo, vị này giới thiệu các vị ấy cho họ.